tiếp tục cập nhật những diễn biến đáng chú ý trong ngày về xung đột Nga-Ukraine. Nga lộ toan tính dọn người ở Kursk khi chưa vội sử dụng đòn chí tử cho Ukraine. Moscow dội mưa hỏa lực ác liệt, bắn phá 5 cứ điểm căn cứ của quân đội Ukraine ở Kursk. Toàn quân Kiev đại bại. Liên tiếp thất thế trên tiền tuyến, khí tài quân sự của Kiev cũng khó có thể đuổi kịp tiềm lực quân sự và hệ thống vũ khí tiên tiến của Moscow. Trên chiến trường khốc liệt, những chiếc tăng T-64 của Ukraine thường xuyên phải đối diện nguy cơ biến mất hoàn toàn. Trong tình hình xung đột bùng nổ không có dấu hiệu hạ nhiệt ở cả Đông Âu lẫn Trung Đông, một nước châu Á mới đây đã bất ngờ nêu ra phương án kết thúc xung đột ở Nga, Ukraine và giải Gaza. Những kế hoạch trên bàn tròn chính trị liệu có được thực thi khi những cuộc đối đầu vẫn cứ tiếp diễn? Israel tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn vào khu vực Masyaf của Syria Nhằm phá hủy một nhà máy sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác, chặt đứt nguồn cung cho Iran, diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật, sau đây là nội dung chi tiết. Các nhà phân tích từ viện nghiên cứu chiến tranh ISVP có trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga bắt đầu phản công dọc theo rìa phía tây của lực lượng Ukraine tại vùng Kursk và được cho là đã giành quyền kiểm soát với một số khu định cư ở phía đông bắc và phía nam Korenevo. Báo cáo của ISV nêu rõ quy mô, phạm vi và triển vọng tiềm năng của các cuộc phản công của Nga vào ngày 11 tháng 9 tại Kursk vẫn chưa rõ ràng và tình hình vẫn còn thay đổi cho đến thời điểm hiện nay. Còn quá sớm để đưa ra kết luận về các cuộc phản công mới của Nga và ISV sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Tuy nhiên, bằng chứng trực quan có sẵn cho thấy, lực lượng Nga ở khu vực Kursk đang hoạt động theo những đơn vị cấp đại đội và có thể sử dụng các đơn vị có nhiều kinh nghiệm chiến đấu để thực hiện phản công. ISVK nhận định thêm, Moscow có thể có ý định tạm thời chặt đứt đà tiến công của Ukraine ở khu vực Kursk trước khi phát động một chiến dịch mang tính quyết định, có tổ chức và được trang bị tốt để đẩy đối phương khỏi lãnh thổ Nga. Kênh Military Summary đưa tin, về phía Kursk, cuộc phản công của lực lượng Moscow vẫn tiếp tục và thậm chí còn dữ dội hơn. Hiện nay, có các cuộc tấn công tập trung từ phía Bắc và họ đã được thành công. Nếu mất thêm nhiều ngôi làng hơn từ phía Đông và phía Bắc, quân đội Ukraine, AFU, sẽ bị bỏ rơi ở phần phía Bắc của các khu vực xung quanh, Olgoka. Bên cạnh đó, Nga cũng được cho là đã tiến hành một cuộc phản công ở phía Đông và tấn công theo hướng sút ra. Nhà báo, chuyên gia quân sự Đức, ông Julian Redke nhận định, Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi nhiều khu vực ở vùng Kursk tình hình đối với binh sĩ Kiev có thể tồi tệ hơn nhiều trong tương lai. Theo chuyên gia này, lực lượng Nga hiện đang tiến hành các cuộc phản công dọc theo rìa phía tây của lực lượng Ukraine, một khu vực chủ yếu bao gồm các cánh đồng và thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Nga đang cố gắng giành được nhiều lợi thế chiến thuật hơn trong các cuộc phản công ban đầu này trước khi phát động một cuộc phản công tổng lực chống lại lực lượng Kiev đang hoạt động ở phía đông bắc Korenevo và gần suốt ra. Dữ liệu định vị địa lý được công bố gần đây cho thấy lực lượng Moscow đã tái lập các vị trí ở phía đông Zurabli, phía đông bắc Korenevo. Một số nguồn tin Nga cũng khẳng định rằng lực lượng của họ đã chiếm được hoàn toàn Senagos, nhưng ISVK chưa thể xác nhận trực quan về những tuyên bố này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã lên tiếng về tầm nhìn của mình đối với tình hình ở khu vực Kursk. Ông thừa nhận Nga đã phát động phản công, nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không cần lãnh thổ Nga, nhưng sẽ giữ vững những vùng lãnh thổ đã kiểm soát ở Kursk vì đây là một phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến thắng của ông nhằm chấm dứt xung đột. Cách đây không lâu, kênh CNN đưa tin Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái drone thả nhiệt nhôm thermite, một loại kim loại nóng chảy và lực lượng Nga ở tiền tuyến. Thời điểm đó, CNN cho biết những thiết bị bay không người lái được đặt biệt danh là drone rồng. Do kim loại nóng chảy mà chúng phun ra, trông giống như ngọn lửa phun ra từ miệng rồng. Nga mới đây cũng có động thái đáp trả tương tự với quân đội Ukraine. Một video do nhà báo quân sự người Nga Andrei Medvedev công bố trên Telegram cho thấy Moscow đã triển khai máy bay không người lái nhiệt nhôm của riêng họ. Trong video, một binh sĩ Nga được nhìn thấy đang gắn một hộp đựng nhiệt nhôm vào máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, UAV FPV. Sau đó, UAV được phóng đi, được cho là hướng đến một vị trí của Ukraine. UAV phun lửa sẽ phun kim loại nóng chảy từ phản ứng nhiệt nhôm khi bay tạo ra một trận mưa hỏa lực. Binh sĩ trong bong ke hoặc đội mũ bảo hiểm và áo giáp thường an toàn nếu họ không nhìn lên trên, nhưng nhiệt nhôm có thể gây ra hỏa hoạn. Cuộc phản công của Nga ở Kursk đã diễn ra sau 5 tuần Ukraine tập kích khu vực này. Mục đích của Nga được cho là chia rẽ các lực lượng Ukraine trước khi phản công quy mô lớn hơn. Theo một thông báo của đội đặc nhiệm, Rosgvardia trên kênh Telegram cho biết, bằng việc sử dụng xe tăng T-72B3M, các hệ thống tên lửa chống tăng Cornet và súng cối 2B11. Đội đặc nhiệm đã tiêu diệt các vị trí của quân đội Ukraina. Điều này đã được xác nhận qua hình ảnh từ UAV. Cơ quan này cho biết, các thông tin tình báo đã giúp quân đội và binh sĩ Rosgvardia lập kế hoạch cho các cuộc tấn công hỏa lực thành công. Kết quả là quân đội Ukraina đã mất khoảng 50 người, bao gồm cả chết và bị thương. Năm điểm căn cứ tạm thời đã bị tiêu diệt và ba trạm tác chiến điện tử bị phá hủy. Ngoài ra, các binh sĩ Rosgvardia đã sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử để vô hiệu hóa 16 máy bay không người lái FPV của Ukraine và bắn hạ thêm 9 chiếc bằng súng trường. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, trong hơn một tháng kể từ khi tấn công xâm nhập Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 12.000 người và khoảng 100 xe tăng. Trong suốt quá trình xung đột với Nga, Mỹ đóng vai trò đặc biệt trong việc hỗ trợ Ukraine kháng cự cuộc tiến công của Nga. Bên cạnh đó, châu Âu cũng là nguồn ủng hộ quan trọng thứ hai cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, sau khi bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 tới đây, Mỹ có khả năng sẽ giảm dần sự ủng hộ quân sự dành cho Ukraine. Theo đó, nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ nhanh chóng tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột này. Nếu bà Kamala Harris đắc cử, bà sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine. Chuyên gia quân sự Anatoly Matvichuk cho rằng, Liên minh châu Âu, EU cũng sẽ chỉ có đủ nguồn lực để giúp Ukraine trong tối đa 1 hoặc 2 năm. Sau đó, nhiều nước sẽ bắt đầu ngăn chặn các quyết định hỗ trợ Kiev. Theo chuyên gia này, phong trào biểu tình đã bắt đầu. Ông nhắc lại, EU là một liên minh sống dựa vào sự đóng góp của các quốc gia thành viên. Ông Matvichuk lưu ý, tôi tin rằng khoản chi tiêu mà ngày nay đã vượt quá hàng tỷ euro, chúng là gánh nặng không thể chịu đựng được đối với một số quốc gia. Suy cho cùng, nền kinh tế của EU đang sa sút đặc biệt là những cường quốc tiên tiến như Đức, Pháp và Italia. Họ hiện đang cảm thấy khủng hoảng về năng lượng, nguồn cung linh kiện, nguồn cung công nghệ. Đối với xu hướng ở Đức, đặc biệt sau những cuộc bầu cử gần đây, trong đó có sự thắng thế của những nhóm phản đối việc ủng hộ chiến sự Ukraine, có khả năng sẽ dẫn tới việc Đức điều chỉnh đáng kể chính sách của mình. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã công bố quyết tâm thúc đẩy một giải pháp hòa bình thông qua một hội nghị hòa bình mới có sự tham gia của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng đã lên tiếng về tầm nhìn của mình đối với tình hình ở khu vực Kursk. Ông thừa nhận, Nga đã phát động phản công, nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga bắt đầu phản công dọc theo rìa phía tây của lực lượng Ukraine tại vùng Kursk và được cho là đã giành quyền kiểm soát với một số khu định cư ở phía đông bắc và phía nam Korenevo Bằng chứng trực quan có sẵn cho thấy, lực lượng Nga ở khu vực Kursk đang hoạt động theo những đơn vị cấp đại đội và có thể sử dụng các đơn vị có nhiều kinh nghiệm chiến đấu để thực hiện phản công. ISVK nhận định thêm, Moscow có thể có ý định tạm thời chặt đứt đà tiến công của Ukraine ở khu vực Kursk trước khi ra đòn trí tử để đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ Nga. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, loại UAV tầm trung nội địa Orion do công ty Kronstadt phát triển như một phản ứng của Nga đối với UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi khi đó, UAV Bayraktar TB2 được Ukraine kỳ vọng là vũ khí thay đổi cuộc xung đột. Nhưng cũng giống như UAV TB2 của Ukraine, UAV Orion đã nhanh chóng mất hút trên chiến trường. Tuy nhiên, mới đây nhất, Quân đội nga một lần nữa tung máy bay không người lái UAV Orion trở lại và ngay lập tức nó đã loại bỏ xe tăng T64BV của Ukraine ở khu vực Kursk bằng tên lửa chống tăng Kh-UAV. Tên lửa dẫn đường bằng laser Kh-UAV phóng đi từ UAV Orion được phát triển trên cơ sở tên lửa 9M133 của tổ hợp chống tăng KVD. Việc hiện đại hóa tên lửa đã được thực hiện từ khoảng năm 2021. Tên lửa không đối đất có điều khiển Kh-UAV được thiết kế để loại bỏ các mục tiêu bọc thép nhẹ, đơn lẻ, nhỏ, cố định hoặc di chuyển tốc độ thấp, cũng như các mục tiêu trên mặt nước có trọng tải thấp ở vùng ven biển. Nó có thể được sử dụng cả ngày lẫn đêm trong điều kiện khí tượng bình thường và một phần khó khăn. Bên cạnh đó, theo Viện nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, Moscow cũng đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô đại đội có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo các đơn vị quân sự của họ đã giành lại quyền kiểm soát 10 khu định cư ở Kursk chỉ trong vòng 48 giờ phản công. Moscow cho biết quân đội Nga đang tiếp tục đẩy lùi quân Ukraine khỏi Kursk. Một quan chức phương Tây cho biết lực lượng Ukraine đã chuyển sang thế phòng thủ. Tuy nhiên, một quan chức phương Tây khác đánh giá Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc phản công cục bộ và chiến thuật và họ có thể đã đạt được những lợi ích nhỏ ở khu vực đó nhưng họ sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng lớn cho một cuộc phản công ở cấp độ có chủ ý hơn. Phương Tây lo ngại Ukraine khó chống đỡ nếu Nga phản công mạnh hơn nữa. Chiến dịch đột kích Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hay xóa sổ các đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí, làm giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Được quân đội Liên Xô đưa vào sử dụng từ những năm 1966 và ngừng sản xuất vào năm 1987, xe tăng T-64 đã trải qua nhiều đợt nâng cấp. Cho tới thời điểm hiện tại, nó vẫn đang được Ukraine sử dụng nhiều nhất và trở thành một phần chủ lực trong sức mạnh quân đội Kiev. Theo ước tính, năm 1991, Liên Xô sau khi tan giá đã để lại khoảng 3.000 chiếc T-64 ở Ukraine. Nhà máy Malyshev ở Kharkov, Ukraine, cách biên giới Nga chỉ hơn 40 km, sau đó, Ukraine đã cố gắng thổi sức sống mới vào những phương tiện chiến đấu, vốn đã bắt đầu trở nên lỗi thời và kết quả là phiên bản T-64BM Bulat xuất hiện. Khi xung đột với Nga diễn ra hồi tháng 2 năm 2022, khoảng 770 chiếc T-64 như vậy đã được đưa vào hoạt động. Mặc dù Ukraine đã lắp đặt một số thiết bị hiện đại như kính ngắm ảnh nhiệt, hệ thống liên lạc vệ tinh trên một số xe tăng, nhưng chúng vẫn lạc hậu, chủ yếu về mặt giáp bảo vệ. Mặc dù về lý thuyết T64 hiện đại hóa sẽ được bổ sung các mô-đun giáp phản ứng nổ thế hệ 3 nốt che kín các vị trí điểm yếu, cung cấp khả năng chống lại cả đạn xuyên lõm HEAT lẫn đạn xuyên động năng KE rất hiệu quả nhưng thực chất không phải xe nào cũng có. Trước thực tế trên tổn thất đáng kể của xe tăng T64 trong giao tranh là điều hiển nhiên, đặc biệt khi chúng còn phải đối đầu sát thủ mới là máy bay không người lái FPV là loại xe tăng có từ thời chiến tranh lạnh T64 nặng 42 tấn chạy bằng nhiên liệu diesel với lớp giáp dày có tốc độ tối đa 65 km/h và tầm hoạt động đạt 500 km. Đây là mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị lớp bảo vệ liên hợp nhiều lớp và có bộ nạp đạn tự động. Tuy nhiên sau khi T64 ra mắt, các phiên bản nâng cấp của nó liên tục được tạo ra như T64A, T64B và T64BV với trọng tải nhẹ hơn, hỏa lực lớn hơn và lớp giáp ngoài chắc chắn hơn. Dù vậy, mọi phiên bản nâng cấp đều giữ nguyên hệ thống vận hành cũ, chỉ được trang bị thêm hệ thống quang học và điều khiển hỏa lực hiện đại. Vì vậy, T64 là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Theo dự đoán, những chiếc xe tăng cuối cùng sẽ sớm cạn kiệt bởi trung bình mỗi năm xung đột, quân đội Ukraine mất tới hơn 100 chiếc T64 và con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Theo một số ước tính, hiện nay chỉ có khoảng 300 chiếc xe tăng T-64 thuộc một số phiên bản với mức độ hiện đại hóa khác nhau đang phục vụ trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều hoạt động bình thường, và nếu cố gắng tích cực sử dụng trong những trận giao tranh ác liệt, nguy cơ Kiev không còn chiếc T-64 nào là điều được nhắc tới. Có lẽ cũng nhận thấy những điểm yếu và khả năng phòng vệ và phức tạp trong vận hành mà hiện nay quân đội Ukraine đang muốn sử dụng là xe tăng chiến lợi phẩm chiến xa phương Tây viện trợ thay vì T-64. Dù vậy, số xe tăng phương Tây viện trợ không đủ để trang bị cho các lữ đoàn Ukraine, vốn cần 1.000 đến 1.200 chiếc. Do đó, quân đội Ukraine buộc phải phụ thuộc vào T-64, mẫu xe tăng được các chuyên gia đánh giá là đã lỗi thời. Mới đây, theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Anh, NAO, Bộ Quốc phòng Anh thừa nhận rằng sự hỗ trợ quân sự của nước này dành cho Ukraine đã hạn chế khả năng huấn luyện quân đội Anh. Theo đó, một phần tư căn cứ huấn luyện của quân đội Anh đang được sử dụng cho chiến dịch Interflex, chương trình đào tạo bộ binh cơ bản cho binh sĩ Ukraine. Theo The Telegraph, hơn 45.000 tân binh Ukraine đã tham gia chương trình này. Báo cáo chỉ rõ rằng, do tác động của chiến dịch này, các đơn vị quân đội Anh đã bị từ chối đơn xin tham gia đào tạo tại các căn cứ huấn luyện nhiều hơn 8 lần vào năm ngoái so với năm 2019. Báo cáo của NIO được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healy tuần trước tuyên bố chiến dịch Interflex sẽ tiếp tục trong suốt năm 2025. Chiến dịch Interflex, một chương trình huấn luyện khác dành cho lính thủy đánh bộ Ukraine, cũng phải chuyển đến Hà Lan trong năm nay vì việc sử dụng các cơ sở huấn luyện tại Anh có nguy cơ ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo của lực lượng lính thủy đánh bộ của Hoàng gia Anh. Người đứng đầu NAO Gareth Davis cảnh báo, khi Bộ Quốc phòng Anh lên kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong tương lai, họ phải tiếp tục cân bằng lợi ích chiến lược với việc duy trì năng lực quân sự của chính Anh. Điều này bao gồm việc đảm bảo có đủ trang thiết bị phù hợp và đào tạo đầy đủ cho lực lượng Anh. Trước đó vào đầu tháng 9, báo Mỹ Politico đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh công bố việc gia hạn chương trình huấn luyện tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, UDCG, ở căn cứ không quân Remstein của Đức. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chiến dịch huấn luyện tiếp tục phát triển để kết hợp các bài học rút ra từ tiền tuyến của Ukraine dự kiến sẽ kết thúc vào năm nay, nhưng chương trình này hiện sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là cuối năm 2025. Interflex là chương trình huấn luyện quân sự do Anh dẫn đầu dành cho tân binh Ukraine, được triển khai vào tháng 6 năm 2022. Đây là chương trình huấn luyện quân sự lớn nhất tại Anh kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Các nước Bắc Âu, các nước vùng Baltic, Australia và Canada cũng tham gia chương trình này. Được triển khai tại nhiều địa điểm trên khắp Vương quốc Anh, Chương trình này áp dụng cho những tân binh tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine với rất ít hoặc không có kinh nghiệm quân sự trước đó. Trong tối thiểu 5 tuần, tân binh sẽ học cách sử dụng vũ khí, sơ cứu trên chiến trường, đào tạo luật xung đột vũ trang, chiến thuật tuần tra. Theo thông cáo báo chí đăng trên website của chính phủ Anh, quyết định kéo dài chương trình huấn luyện đối với Ukraine thể hiện Vương quốc Anh vẫn kiên định trong cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga mới đây ngoại trưởng ba lan radoslav sikorsky khẳng định nước này không có ý định gửi binh sĩ tới ukraine ông cho biết nếu mặt trận sụp đổ có thể sẽ có sự thay đổi nhưng hiện tại ba lan không có ý định nói trên theo ông sikorsky thủ tướng ba lan donald tusk cũng rất miễn cưỡng nếu bắt buộc phải đưa binh sĩ tới ukraine ngay cả đề xuất bắn hạ tên lửa hành trình của nga trên miền tây ukraine bằng tên lửa đánh chặn của ba lan cũng là một vấn đề rất rất gây tranh cãi vì điều này tương đương với việc tham gia vào cuộc xung đột. Ông Sikorsky cho biết phía Ba Lan lo ngại việc gửi binh sĩ tới Ukraine sẽ khiến nga nghi ngờ ý định của họ tại lãnh thổ Ukraine. Warsaw sẵn sàng đào tạo binh sĩ Ukraine và tạo điều kiện cho công dân Ukraine đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự trở về. Nhưng việc đưa binh sĩ Ba Lan tới Ukraine là điều không thể thực hiện được. Ông nói thêm, trừ khi có một thỏa thuận hòa bình và lực lượng của Ba Lan được coi là lực lượng gìn giữ hòa bình. Liên hợp quốc hoặc thứ gì đó, khi đó mọi chuyện sẽ khác, có lẽ vậy. Ông Sikorski nhận định việc các thành viên NATO khác can thiệp quân sự vào Ukraine cũng là điều khó xảy ra vì không ai muốn tham gia xung đột với Nga ở Tây Âu. Đây là một lần danh đỏ tuyệt đối. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ba Lan cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho Ukraine bất kể trường hợp nào. Ông cũng mô tả những lời kêu gọi công khai của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, một đồng minh của chính phủ bảo thủ trước đây về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên đất Ba Lan là rất vô ích. Nếu được triển khai, những vũ khí như vậy sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Warsaw và sẽ không tạo ra sự khác biệt đối với Nga. Vì các quốc gia châu Âu khác đã có vũ khí tương tự, ông Sikorsky nhận định. Ông giải thích, giống như một người đưa thư có một tấm xét trị giá 1 triệu đô la Mỹ, bạn cảm thấy mình quan trọng, như thể 1 triệu đô la Mỹ này là của mình. Tại một cuộc họp báo vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy sự gia tăng xung đột ở Ukraine. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, các quyết định gần đây về việc cung cấp hỗ trợ quân sự mới từ Thụy Điển và Mỹ cho Ukraine là minh chứng rõ ràng cho thấy phương Tây đang muốn duy trì cuộc xung đột này. Bà Zakharova cho rằng, những hành động của phương Tây, đặc biệt là các khoản hỗ trợ quân sự lớn, đang làm trầm trọng thêm tình hình ở Ukraine và đẩy xung đột vào giai đoạn căng thẳng hơn. Đáng chú ý, Thụy Điển vừa công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 440 triệu đô la Mỹ và Mỹ cũng thông báo phân bổ 250 triệu đô la Mỹ cho các nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số viện trợ quân sự mà các nước NATO cung cấp cho Ukraine với sự tham gia tích cực từ các quốc gia như Đức, Đan Mạch và Hà Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng các nước như Mỹ và Thụy Điển không chỉ cung cấp vũ khí mà còn hỗ trợ tài chính và chiến lược khiến tình hình chiến sự thêm phần phức tạp và kéo dài. Việc gia tăng viện trợ quân sự từ các nước NATO được cho là không giúp cải thiện tình hình, mà ngược lại còn làm gia tăng tổn thất cho cả hai bên tham chiến. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, sự can thiệp của phương Tây đã vi phạm những quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và không tôn trọng các khía cạnh pháp lý quan trọng của xung đột. Mặc dù Nga đã nhiều lần đề xuất đàm phán hòa bình và giải quyết xung đột dựa trên các thỏa thuận đã được thống nhất, nhưng các nỗ lực này luôn bị Kiev và các đồng minh phương Tây phớt lờ. Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, nhưng các cuộc đàm phán phải dựa trên các tài liệu đã được thống nhất tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Putin chỉ ra rằng Kiev liên tục đưa ra các yêu cầu không thực tế và thiếu tính khả thi, dẫn đến việc các cuộc đàm phán không thể tiến triển. Ngoài ra, các cuộc tấn công gần đây tại các khu vực của Nga, bao gồm Kursk, đã khiến tình hình an ninh trở nên bất ổn hơn, làm cho Moscow càng thêm thận trọng trong việc tiếp tục các cuộc đàm phán. Nga cũng cho rằng, ngoài mục đích quân sự, các động thái của phương Tây còn mang tính chính trị khi cố tình lợi dụng xung đột để kiềm chế ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế. Theo Điện Kremlin, phương Tây không chỉ phớt lờ những đề xuất hòa bình của Nga, mà còn có những hành động nhằm làm suy yếu vị thế của Moscow những hỗ trợ quân sự liên tục từ các nước NATO cho Ukraine được nhìn nhận như một cách để duy trì áp lực lên Nga, khiến tình hình ngày càng khó kiểm soát. Các nguồn tin Nga và Ukraine cũng như các nhà phân tích quân sự độc lập cho hay, quân đội Nga có dấu hiệu khởi động chiến dịch phản kích lớn đầu tiên của mình nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk của Nga vào thời điểm chiến dịch đột kích của Ukraine tại đây đã kéo dài hơn một tháng. Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đã kiểm soát lại khoảng 10 ngôi làng trong các cuộc phản công ở Kursk trong những ngày gần đây. Theo thông tin hiện tại từ phía đông, cuộc phản công đang diễn ra. Phóng viên chiến trường Yevgeny Lysitsin cho biết, Nga tổ chức 8 mũi xung kích đồng loạt xông lên từ nhiều hướng, khiến đối phương hoảng loạn chống đỡ và cuối cùng hoặc bị hạ gục hoặc phải tháo chạy. Có những báo cáo nói về các cuộc phản công tiếp theo theo hướng sút ra, nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin xác nhận về điều này lữ đoàn 103 của lực lượng Kiev chịu trách nhiệm phòng thủ, nơi đã bị tràn ngập theo các báo cáo của Ukraine. Với cuộc tấn công này, quân đội Nga đang giảm nguy cơ bị bao vây xung quanh Gluskova. Theo thống kê mới nhất, lực lượng Moscow đã giành lại được khoảng 145 km vuông lãnh thổ. Quân đội Nga đã tiến thêm một bước nữa ở Toresk, nơi họ kiểm soát được trạm xăng ở trung tâm thành phố với sự xác nhận trực quan. Cuộc tấn công cũng đang tiếp tục theo hướng Pokrovsk, giống như trong vài ngày qua, tập trung vào phía nam. Giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở làng Ukrainsk, nơi lực lượng Moscow kiểm soát giữ các vị trí ở phía Nam và phía Đông. Một vạc dầu nhỏ đã hình thành, bao vây lực lượng Kiev. Giới phân tích quân sự và các nhà bình luận Ukraine cho rằng cuộc tấn công lần này của Nga là điều dự đoán được. Stanislav Osman, một lính tình nguyện thuộc lữ đoàn xung kích AIDA-24 thuộc quân đội Ukraine, viết trên tài khoản Telegram của mình. Đối phương đã tung đòn phản ứng như dự kiến Tuy nhiên, Osman cho biết giới chỉ huy Ukraine đã phớt lờ một số cảnh báo từ các binh sĩ tuyến đầu của Ukraine trong khu vực này. Trong những ngày đầu bất ngờ tấn công Kursk, quân đội Ukraine kiểm soát được hàng trăm km vuông và hàng chục ngôi làng bên trong tỉnh này của Nga. Lúc đó, Nga khá vất vả trong hành động đáp trả. Trong hai tuần đầu, Ukraine liên tục tiến lên, còn phía Nga chủ yếu phòng ngự. Còn hiện nay, chiến dịch đột kích Kursk cơ bản đang rộng chân tại chỗ. Cuộc phản kích của Nga bắt đầu cách đây ít ngày cho thấy Moscow cuối cùng đã tiến hành hoạt động cụ thể để lật ngược tình thế ở Kursk và đánh bật quân đội Ukraine khỏi đây. Cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk được đa phần chuyên gia quân sự độc lập đánh giá là canh bạc mạo hiểm. Mặc dù tạo ra bước ngoặt nhất định trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, chiến dịch đột kích này có thể khiến quân đội Ukraine hứng chịu tổn thất lớn khi cố gắng bám trụ tại Kursk. Trong lúc đó, lực lượng Nga đã tiến nhanh ở miền đông Ukraine tận dụng việc Ukraine chuyển quân tinh nhuệ và vũ khí đạn dược sang mặt trận Kursk. Hiện quân đội Nga đang tiến nhanh về thị trấn chiến lược Pokrovsk, một trung tâm hậu cần trọng yếu, đồng thời căng mỏng hơn nữa phòng tuyến Ukraine ở tây nam Donbass. Sputnik mới đây đưa tin Tổng Công ty Chế tạo Máy bay Thống nhất UAC thành viên Rostec đã bàn giao cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga lô máy bay chiến đấu Su-57 và Su-35S mới đây là đợt chuyển giao Su-57 đầu tiên trong năm nay cho quân đội. Bộ phận truyền thông của tập đoàn cho biết, tập đoàn máy bay thống nhất đã bàn giao cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga lô máy bay Su-57 và Su-35S mới đã được chứng nhận kỹ thuật, hoàn thành toàn bộ chu trình thử nghiệm tại nhà máy và thử nghiệm các chế độ bay khác nhau do các phi công thuộc Bộ Quốc phòng Nga thực hiện. Số máy bay này đã tập kết đến căn cứ. Ông Vladimir Artikov, phó tổng giám đốc thứ nhất của Rostec, lưu ý các máy bay mới được bàn giao cho quân đội có các tính năng kỹ thuật và vận hành ở cấp độ cao được các phi công đánh giá tốt. Tiêm kích Su-57 của các lô tiếp theo đang ở các công đoạn hoàn thiện khác nhau, còn Su-35S đang chuẩn bị xuất xưởng. Tổng Giám đốc UAC Yuri Sliusa cho biết thêm, số lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 phiên chế cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang tăng lên hàng năm. Ngày nay, tổ hợp hàng không thế hệ thứ 5 đầy hứa hẹn Su-57 là loại máy bay tiền tuyến hiện đại nhất ở Nga. Su-57 được thiết kế để chiếm ưu thế trên không, đồng thời có khả năng tác chiến trên đất liền và trên biển. Điểm mạnh của Su-57 không chỉ ở khả năng tàng hình mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay như radar mảng định pha chủ động AESA, hệ thống hỗ trợ phi công cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại. Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km h trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của Su-57 lên tới khoảng 14 đến 16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả. Trong khi đó, Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ 4 cộng cộng, sở hữu công nghệ thế hệ thứ 5, được xem là biến thể nâng cấp sâu của Su-27. Máy bay có chiều dài 21,9m, sải cánh rộng 15,3m và cao 5,9m. Su-35S có trọng lượng cất cánh tối đa 34,5 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 2.500 km h nhờ được trang bị hai động cơ Saturn AL-41F1S, tầm hoạt động của nó là 3.600 km. Su-35S được trang bị tổ hợp điện tử hàng không tiên tiến và radar mảng pha điện tử Ibis e giúp máy bay có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc trong phạm vi lên tới 400 km đối với các mục tiêu trên không. Ngoài ra, máy bay còn được tích hợp hệ thống định vị quang học OLS-35, cung cấp khả năng tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại. Vũ khí chính của Su-35S là pháo tự động GSH-30-1 30mm cơ số đạn 150 viên, tên lửa không đối không R-77 và R-73, tên lửa chống hạm KH-31, KH-35U hoặc KH-59M cùng một loạt bom dẫn đường và không dẫn đường. Theo hãng tin AFP thì mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã có những phát biểu tại sự kiện diễn đàn Hương Sơn diễn ra tại Bắc Kinh về giải pháp kết thúc xung đột Nga-Ukraine cũng như chấm dứt tình hình tại giải Gaza hiện tại. Cụ thể, ông Đồng Quân cho rằng phương án duy nhất để kết thúc những cuộc xung đột kể trên là đàm phán. Để giải quyết các vấn đề nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Israel, Hamas thúc đẩy hòa bình và đàm phán là lối thoát duy nhất. Trong các cuộc xung đột, không có bên nào chiến thắng, đối đầu cũng chẳng dẫn đến đâu cả. Song song với lời kêu gọi tất cả các quốc gia thúc đẩy phát triển hòa bình và quản trị toàn diện, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định, xung đột càng gay gắt, chúng ta càng không thể từ bỏ đối thoại và tham vấn. Trong bài phát biểu của mình, ông Đồng cũng nói, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để tăng cường liên kết chiến lược, tăng cường tham vấn quốc phòng, thảo luận về việc ký kết các thỏa thuận song phương và đa phương về hợp tác quốc phòng. Theo hãng tin AFP, ông Đồng phát biểu như trên tại cuộc họp có sự tham dự của quan chức các nước ở Bắc Kinh. Nhiều đại biểu quốc tế đang có mặt tại thủ đô của Trung Quốc cũng để tham dự sự kiện diễn đàn Hương Sơn này. Cụ thể, trong số các đại biểu còn có hơn 30 bộ trưởng quốc phòng và tư lệnh quân đội cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Tổng Thư ký Hội nghị về Phối hợp Hành động và Xây dựng Niềm tin ở châu Á, CICA, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, v.v. Đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU. Ngoài ra còn có hơn 30 cựu chính trị gia và hàng chục học giả. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh năm nay là lần thứ 11 sự kiện này được tổ chức với chủ đề chính: Cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai. Diễn đàn lần này gồm 4 phiên toàn thể: Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đa cực hóa và trật tự quốc tế đang biến đổi. Nam bán cầu và sự phát triển hòa bình của thế giới, các cơ chế quốc tế và quản trị an ninh toàn cầu. Bên cạnh đó là 8 phiên đặc biệt đồng thời. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt giao tranh giữa hai nước láng giềng ở châu Âu trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng. Gần đây nhất là tại cuộc tranh luận trực tiếp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người được chọn thay Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm nay. Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình phát thanh mới, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, phó tướng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, trước hết bạn cần một người mà ai cũng đều nể sợ. Bạn cần phải lo lắng rằng nếu ông Donald Trump hoặc bà Kamala Harris lại chơi đừng để chuyện này xảy ra. Nói điều gì thì họ thực sự có ý đó. Tuy nhiên bạn tin ông Trump có khả năng đó, còn bà Harris thì không. Đó là sự gian đe. Khi được hỏi đề xuất hòa bình của cựu lãnh đạo Nhà Trắng sẽ như thế nào? phó tướng của ông Trump đã phát thảo một kịch bản ông tin có thể xảy ra. Ông Vance nói đường phân danh hiện tại sẽ trở thành một khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt để Nga không tấn công lần nữa. Theo phó tướng của ông Trump, Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền của nước này, nhưng Nga nhận được sự đảm bảo trung lập từ Ukraine rằng họ sẽ không gia nhập NATO hoặc các thể chế tương tự khác. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ chủ yếu do Đức và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, những nước mà ông Vance cáo buộc đã hậu thuẫn cho nỗ lực chiến tranh của Kiev tài trợ. Ông Vance cho rằng cả Moscow, Kiev và EU đều muốn xung đột kết thúc, nhưng cuộc xung đột vẫn tiếp diễn vì Tổng thống Biden ngủ quên trên chiến trường và Phó Tổng thống Harris không biết mình đang làm gì. Ông Vance đã nhiều lần phản đối việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine cáo buộc Nhà Trắng không có kế hoạch khả thi cho chiến thắng của Kiev. Trong một bài xã luận trên New York Times vào tháng 4, ông lập luận rằng chiến thắng sẽ đòi hỏi nhiều quân hơn mức Ukraine có thể huy động và nhiều vũ khí hơn mức Mỹ có thể sản xuất. Nga đã tuyên bố rằng sự trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện chính để tiến hành đàm phán. Trong khi đó, Kiev đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky, bao gồm một danh sách các yêu cầu mà Moscow cho là xa rời thực tế. Cuộc tranh luận tổng thống giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris đã khép lại, nhưng nhiều câu hỏi lớn vẫn đang để ngỏ, đặc biệt là về vấn đề Ukraine. Theo các nhà quan sát, nếu tái đắc cử, nhiều khả năng ông Trump sẽ nỗ lực buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từng làm việc trong chính quyền ông Trump cũng đưa ra cảnh báo rằng việc rút Mỹ ra khỏi NATO và chặn dòng chảy viện trợ sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch FKF dương cờ trắng của ông Trump. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Lamy đã đến thủ đô Kiev của Ukraine để tham dự một loạt cuộc họp với giới chức nước chủ nhà nhằm thảo luận về vấn đề hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu này. Ông Lamy nhấn mạnh cam kết của Vương quốc Anh trong việc cung cấp cho Ukraine những gì cần thiết để chống lại các đợt tấn công của Nga. Ông Lamy nói, cùng với Mỹ, chúng tôi kiên quyết sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết. Đi cùng ông trong chuyến đi này là người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken, người cho biết ông muốn nghe trực tiếp từ chính phủ Ukraine về những gì Washington có thể làm để giúp đỡ nước này. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 8 tuần nữa, Mỹ có thể bầu ra một tổng thống có thái độ rất khác đối với chính sách ủng hộ Ukraine như hiện nay. Trong cuộc tranh luận với đối thủ Kamala Harris, ông Donald Trump đã nói rõ rằng ưu tiên của ông không phải là giúp Ukraine giành chiến thắng, bằng cách đẩy lùi Nga về phía bên kia biên giới, mà là chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm. Ông Trump đã tuyên bố ông sẽ làm điều này nếu được bầu vào ngày 5 tháng 11 tới, thậm chí trước khi tiếp quản vị trí Tổng thống từ ông Joe Biden. Hồi cuối tháng 6, các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày một ý tưởng chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine nếu cựu Tổng thống có thêm một nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Theo đó, nếu Kiev từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, ông Trump có thể rút viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngược lại, nếu Nga không ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ thậm chí sẽ viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Theo tờ The Scotsman, mục đích của ông Trump là buộc hai bên phải đối diện nhau trên bàn đàm phán để quyết định kết quả của cuộc xung đột thay vì đối đầu nhau trên chiến trường. Đề xuất của ông Trump không nhận được sự đồng thuận từ bất kỳ bên nào. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố rằng sẽ không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào để đổi lấy hòa bình. Trong khi đó, người đồng cấp Nga Putin cũng nhiều lần nhắc đến khả năng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục viện trợ cho Kiev. Hy vọng của Ukraine về việc gia nhập NATO để đảm bảo an ninh quốc gia cũng có thể bị dập tắt để phòng ngừa những động thái mạnh mẽ tiếp theo của Nga. Tuy nhiên, nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump cũng đi kèm với viễn cảnh Mỹ sẽ tự gạch tên mình ra khỏi NATO, một liên minh quân sự do chính nước này thành lập. Trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới hồi năm ngoái, ông John Bolton đã nói tôi nghĩ rằng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, chúng ta gần như chắc chắn sẽ rút khỏi NATO. Hiện trong khối NATO, không kể Mỹ, Anh và Pháp là những quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân, nhiều nhà quan sát đặt ra câu hỏi nếu ông Trump thắng cử vào tháng 11, liệu các nước NATO có buộc phải tham chiến với Ukraine hay không trong bối cảnh Mỹ không còn liên hệ đến cuộc xung đột này? Câu hỏi chính xác sẽ được đưa ra sau kỳ tổng tuyển cử tháng 11 ở Mỹ. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Trong diễn đàn RU.net 2024 tổ chức tại Koblenz mới đây, ông Karsten Stavitsky, người đứng đầu Cục Vũ khí của Bộ Quốc phòng Đức, đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi Bundeswehr quân đội Đức sẽ làm gì đối với việc đảm bảo khả năng phòng thủ của nước này cũng như khu vực châu Âu của NATO. Ông Stavitsky phát biểu, Tôi không mong đợi chúng ta sử dụng đạn pháo 155 mm để ép đối phương vào chiến hào trong 14 ngày hoặc 3 tuần. Đối phương phải bị đánh bại từ rất lâu trước khi có thể gây ra mối đe dọa cho chúng ta. Trước tình hình trên, nhiều chuyên gia cho rằng thời hạn tối đa 2 đến 3 tuần liên quan đến khả năng tiến hành chiến tranh hầm hào, gắn bó trực tiếp đến kho đạn dược của Bundeswehr. Năm 2022, ấn bản Đức của trang tin Business Insider BI dẫn lời các nguồn tin công nghiệp quốc phòng và quốc hội cho biết Bundeswehr chỉ có đủ đạn dược cho một hoặc hai ngày xung đột. Các kho dự trữ bắt đầu cạn kiệt sau khi Đức cùng với nhiều nước phương Tây khác bắt đầu gửi vũ khí và đạn dược tới Ukraine để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga từ tháng 2 cùng năm. Đó là lý do tại sao Bundeswehr đang nói về việc đánh bại đối phương từ sớm bởi đơn giản là họ không thể duy trì hình thức giao tranh như đang diễn ra tại Ukraine. Nhưng có hai vấn đề lớn đối với bản kế hoạch trên. Đầu tiên, nó không đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi rất đơn giản, nếu không thì sao? Bên cạnh đó, điều gì sẽ xảy ra nếu đối thủ tiềm tàng của Đức không chỉ chịu đựng được một cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn mà thậm chí còn cố tình đánh đổi tổn thất để lấy thời gian và tiếp tục hình thức tấn công bộ binh. Thứ hai, Đức không đủ số lượng vũ khí tầm xa. Lấy ví dụ như những quả tên lửa hành trình Taurus nổi tiếng, số lượng trong kho chỉ vào khoảng 150 đến 250 quả trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu như vậy là quá ít. Đó là lý do tại sao ông Karsten Stavisky lưu ý rằng trong khuôn khổ dự án Elsa, phương pháp tiếp cận tấn công tầm xa của châu Âu, các hệ thống tên lửa tầm xa sẽ được triển khai trong vài năm tới. Tuy nhiên, hồi tháng 7, bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, ngân sách dành cho bộ này trong năm 2025 thấp hơn đáng kể so với yêu cầu. Trước đó, ông Pistorius đã tìm cách tăng ngân sách quốc phòng hàng năm thêm 6,7 tỷ euro tương đương 7,25 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa 2025. Cả Bộ trưởng Quốc phòng và chính phủ Đức đều không cung cấp thông tin chi tiết về ngân sách dành cho quốc phòng. Trong tuyên bố, ông Pistorius nhấn mạnh ngân sách dành cho quốc phòng thấp hơn đồng nghĩa với việc ông không thể tiến hành một số công việc nhanh chóng. Do đó, Bộ Quốc phòng Đức sẽ phải thích nghi và sử dụng ngân sách hợp lý nhất. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Đức đã chi một phần ngân sách đáng kể theo hướng này để mua các hệ thống như Sky Ranger, Iris T, vân 3, v.v. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng Eurao 3 thì giá trị đã tới 3,5 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2025. Chưa rõ Đức lấy thêm ngân sách ở đâu cho vũ khí tấn công. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo hai máy bay tuần tra TU-142 của Nga đã bay từ vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc về phía khu vực Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Sau đó, các máy bay bay lên phía bắc qua Thái Bình Dương để kết thúc hành trình ngoài khơi đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với AFP rằng các máy bay cũng bay qua một khu vực đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Nga. Lần gần nhất máy bay quân sự của Nga bay vòng quanh Nhật Bản là vào năm 2019. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, để đáp trả Nhật Bản đã huy động máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không trên cơ sở khẩn cấp. Ở một diễn biến khác, cách đây ít hôm, Hải quân Nga và Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật chống các mục tiêu trên biển và trên không tại biển Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc diễn tập chiến lược Ocean 2024. Đội tàu chiến hỗn hợp của Nga bao gồm các tàu hộ tống Romki, Shoverseni, Anh hùng Nga, Anda, Tersidenzapov và các tàu hỗ trợ của hạm đội Thái Bình Dương. Phía Trung Quốc điều động các tàu khu trục Tây Ninh và Vô Tích khinh hạm Lâm Nghi và tàu tiếp tế Thái Hồ tham gia. Hoạt động này là một phần của cuộc tập trận hải quân mà Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả là cuộc tập trận lớn nhất trong 3 thập niên qua. Theo TASS, hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, hơn 120 máy bay và trực thăng, sắp xỉ 7.000 món vũ khí và hơn 90.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận này. Ngoài ra, hai bên còn tập luyện tác chiến với xuồng không người lái tốc độ cao, thiết bị bay không người lái và tiến hành bắn ban đêm vào các mục tiêu trên biển. Trong cuộc họp với các đại diện cấp cao phụ trách an ninh của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng có tới 34 quốc gia bày tỏ mong muốn tham gia BRICS ở một số khía cạnh nào đó. Tổng thống Putin nói thêm rằng với tư cách là nước chủ tịch hiện tại của BRICS, Nga đã nghiên cứu việc lập kế hoạch cho các hoạt động chung của nhóm năm nay với trách nhiệm cao nhất. Ông Putin nói, vai trò chủ tịch của chúng tôi có một sứ mệnh đặc biệt là hỗ trợ bằng mọi cách trong quá trình hội nhập nhanh chóng và tự nhiên của các quốc gia thành viên mới vào tất cả các cơ chế BRICS. Theo nhà lãnh đạo Nga, các thành viên đã nhất trí thảo luận về việc cấp quy chế đối tác cho các quốc gia sẵn sàng tham gia vào công việc của nhóm, nói thêm rằng BRICS có kế hoạch xem xét các ứng cử viên tiềm năng có thể nhận được quy chế như vậy. BRICS được thành lập vào năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc với Nam Phi gia nhập vào năm 2011 nhóm đã mở rộng trong năm nay khi Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE trở thành thành viên chính thức. BRICS hiện có dân số khoảng 3,6 tỷ người, tương đương 45% dân số thế giới. BRICS chiếm 28% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và chiếm khoảng 40% sản lượng dầu của thế giới. Hồi tháng 6, theo đài RT, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov chủ trì buổi họp báo về một số vấn đề quan trọng trong đó có tầm nhìn của Nga về việc mở rộng nhóm BRICS. Ông Ryabkov chỉ ra điều kiện tiên quyết, các ứng viên tiềm năng cần đáp ứng để được xem xét vào nhóm các nền kinh tế nổi trội ở nhóm Nam Bán Cầu, Global South này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, đối với chúng tôi, một trong những tiêu chí chủ chốt để kết nạp BRICS và chào đón các nước đối tác là việc không tham gia những chính sách trừng phạt hoặc các biện pháp giới hạn bất hợp pháp nhắm vào các nước thành viên BRICS. Trước tiên, chắc chắn rồi, trong đó có Nga. Ông Ryabkov cũng khẳng định đây là lập trường được các thành viên BRICS còn lại thấu hiểu đầy đủ. Moscow kỳ vọng quan điểm này sẽ là tính cốt lõi trong giai đoạn nhóm này phát triển. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga khẳng định thực tế không thể bàn cãi là quá trình mở rộng BRICS sẽ phát triển và tìm ra những phương thức mới về việc mở rộng quy mô cũng như quan hệ với các đối tác. Những phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh nhóm BRICS đang thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng phạm vi trong nhiệm kỳ chủ tịch của Nga. Theo Reuters đưa tin mới đây, nếu ông Donald Trump đắc cử, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sẽ tìm cách nối lại thương lượng, đề nghị chính quyền ông Trump thực hiện thỏa thuận trị giá 23 tỷ đô la Mỹ để bán các máy bay không người lái MQ-9 Reaper và các khí tài quân sự khác cho các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đặc biệt trong đó có máy bay tiêm kích F-35, vũ khí mà quốc gia có thủ đô Abu Dhabi rất mong muốn có được. Cụ thể năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thiết lập thành công quan hệ ngoại giao giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Israel, đồng minh ngoài NATO rất quan trọng với Washington tại Trung Đông. Thỏa thuận này đưa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành quốc gia Ả Rập nổi bật nhất, thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel trong 30 năm qua và mang lại cho ông Trump một thành tựu quan trọng về chính sách đối ngoại vào thời điểm chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Đổi lại, chính quyền ông Trump đã phê chuẩn thỏa thuận bán vũ khí nói trên cho Abu Dhabi. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều sau khi ông Donald Trump để thua ông Joe Biden ở cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cuối năm 2020 và những đàm phán giữa các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và chính quyền đương kim tổng thống Mỹ đi vào bế tắc. Tháng 12 năm 2021, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã thông báo dừng đàm phán về F-35 với chính quyền tổng thống Joe Biden vì một số lý do. Sở dĩ các đời tổng thống Mỹ trước ông Trump không muốn bán vũ khí cho các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là để Israel đảm bảo duy trì lợi thế quân sự trước các nước láng giềng Trung Đông. Đặc biệt, Israel cũng không đồng ý để Mỹ bán tên kích F-35 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc bất cứ quốc gia Trung Đông nào, kể cả khi đã ký thỏa thuận hòa bình với Tel Aviv. Mọi chuyện càng tệ hơn sau khi quan hệ giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất một lần nữa dạn nứt hồi tháng 5 năm nay. Tình hình căng thẳng tại giải Gaza thời điểm hiện tại càng khiến cho Israel có lý do để cản trở mong muốn sở hữu F-35 nói riêng và vũ khí của Mỹ nói chung. Dù vậy, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại là một trong những đối tác an ninh quan trọng nhất của washington ở trung đông quân đội của quốc gia vùng vịnh này đã hợp tác với quân đội mỹ trong nhiều kế hoạch quân sự bao gồm ở afghanistan mỹ vẫn có lực lượng đồn trú ở abu dhabi các tiểu vương quốc ả à rập thống nhất từ lâu đã tìm cách mua dòng tiêm kích tiên tiến nhất được trang bị công nghệ tàng hình để tránh bị kẻ thù phát hiện nếu ông donald trump trở lại và chấp thuận nối lại thỏa thuận các tiểu vương quốc ả à rập thống nhất sẽ trở thành quốc gia thứ hai ở trung đông mua được phương tiện chiến đấu này sau israel Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cáo buộc anh đang tích cực tham gia vào các hoạt động làm gia tăng căng thẳng toàn cầu và phá hoại ổn định của Nga. FSB cho biết đã thu hồi giấy phép của 6 nhà ngoại giao Anh tại Moscow, đồng thời tuyên bố những người này có liên quan tới hoạt động gián điệp và phá hoại. Theo Telegraph và Daily Mail, đại sứ quán Anh tại Moscow vẫn chưa bình luận gì về thông tin trên. Song có nhiều thông tin cho hay, các nhà ngoại giao ở bộ phận chính trị của đại sứ quán Anh đã rời Nga vào đầu tháng 9 kênh truyền hình nhà nước Zvezda của Nga đã phát đi cảnh quay cho thấy các nhà ngoại giao Anh rời Moscow. Kênh này trực tiếp cáo buộc các nhà ngoại giao London là gián điệp. Theo FSB, cơ quan kế nhiệm chính của KGB Liên Xô, họ có các tài liệu cho thấy một bộ phận của Bộ Ngoại giao Anh chịu trách nhiệm về Đông Âu và Trung Á đang điều phối cái gọi là leo thang tình hình chính trị và quân sự và được giao nhiệm vụ đảm bảo Nga thất bại về mặt chiến lược trong cuộc xung đột với Ukraine. Thông báo của FSB nêu rõ liên quan tới vấn đề này trên cơ sở những tài liệu được cơ quan an ninh liên bang Nga thu thập được và để đáp lại những động thái không thân thiện của London, Bộ ngoại giao Nga phối hợp với các cơ quan liên quan đã chấm dứt tư cách của 6 nhà ngoại giao Anh tại Moscow, những người có hành động phá hoại và gián điệp. Đài truyền hình Nga đã nêu tên và đăng ảnh của 6 nhà ngoại giao Anh trên. Một nhân viên FSB cho hay, người Anh không nghe theo gợi ý của chúng tôi về việc cần phải chấm dứt các hoạt động tình báo bên trong nước Nga nên chúng tôi quyết định trục xuất 6 nhà ngoại giao trên. FSB cho biết thêm Nga sẽ yêu cầu các nhà ngoại giao Anh khác về nước sớm nếu họ bị phát hiện tham gia các hoạt động tương tự. Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói các hoạt động của Đại sứ quán Anh tại Moscow đã vượt xa các quy ước ngoại giao và cơ quan ngoại giao này thực hiện hoạt động cố ý nhằm gây hại cho người dân Nga. Quan hệ giữa Nga và Anh đã rơi xuống mức thấp chưa từng có kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu. Hai nước đã nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau và áp đặt các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 2, FSB cũng cáo buộc Hội đồng Anh, một tổ chức văn hóa do nhà nước Anh tài trợ, đã thu thập thông tin tình báo cho Kiev bằng cách sử dụng những người tị nạn Ukraine sống ở Anh để thu thập thông tin quân sự và chính trị thông qua các mối quan hệ trong khu vực Kherson. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết sẽ thông báo việc Washington ủng hộ thiết lập hai ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho các quốc gia châu Phi và một ghế luân phiên cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ với châu Phi, nơi nhiều nước không hài lòng về sự ủng hộ của Washington đối với cuộc xung đột của Israel ở Gaza, đồng thời tăng cường mối quan hệ với các quốc gia ở quần đảo Thái Bình Dương. Theo bà Thomas Greenfield, thông báo trên sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự để có thể cải cách Hội đồng Bảo an vào một thời điểm nào đó trong tương lai, đồng thời mô tả đây là một phần di sản của tổng thống Mỹ Joe Biden. Nỗ lực dành hai ghế thường trực cho châu Phi và một ghế luân phiên cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển là động thái bổ sung cho sự ủng hộ lâu nay của Mỹ đối với Ấn Độ, Nhật Bản và Đức để những quốc gia này cũng có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các quốc gia đang phát triển từ lâu đã yêu cầu ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất tại Liên hợp quốc. Tuy nhiên, nhiều năm đàm phán về vấn đề này đã không mang lại kết quả và hiện vẫn chưa rõ. Liệu sự ủng hộ của Mỹ có thể giúp được những nước trên hay không? Cũng theo bà Thomas Greenfield, Mỹ không ủng hộ việc mở rộng quyền phủ quyết vượt quá 5 nước hiện đang nắm giữ quyền này trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chịu trách nhiệm giữ gìn hòa bình, an ninh quốc tế và có quyền áp đặt lệnh trừng phạt và cấm vận vũ khí cũng như quyền cho phép sử dụng vũ lực. Khi Liên hợp quốc được thành lập hồi năm 1945, hội đồng này có 11 thành viên. Số thành viên này tăng lên 15 nước trong năm 1965, gồm 10 quốc gia được bầu chọn với nhiệm kỳ 2 năm và 5 nước có quyền phủ quyết là Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Anh. Theo Reuters, thẩm phán hạt Fulton thuộc bang Georgia, Scott McAfee đã bãi bỏ hai cáo buộc đối với ông Trump và một cáo buộc đối với đồng minh của cựu tổng thống trong vụ án can thiệp bầu cử năm 2020. Thẩm phán cho rằng các công tố viên không có thẩm quyền đưa ra các cáo buộc liên quan việc nộp tài liệu giả lên tòa án liên bang. Thẩm phán McAfee giải thích, điều khoản tối thượng của Hiến pháp Mỹ tuyên bố luật của tiểu bang phải nhường chỗ cho luật liên bang khi hai luật này xung đột. Ông cho phép phần còn lại của vụ án được tiếp tục, trong đó ông Trump vẫn đối diện 8 cáo buộc ở Georgia. Tuy nhiên, ông Trump và 14 bị cáo khác đã tuyên bố không nhận tội gian lận và các cáo buộc khác. Các công tố viên cho rằng các bị cáo tham gia âm mưu lật ngược thất bại xít sao của ông Trump trong cuộc bầu cử tại bang Georgia. Các lý lẽ dự kiến sẽ được đưa ra tòa phúc thẩm vào tháng 12 tới. Điều này nghĩa là vụ án của ông Trump sẽ chưa thể tiếp diễn trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11. Được biết, ông Donald Trump và đồng minh bị cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia sau khi để thua trước đối thủ Joe Biden năm 2020. Ban đầu, vụ án của ông Trump được giám sát bởi công tố viên Fani Willis. Tuy nhiên, vụ án đã bị hoãn lại từ tháng 6 khi tòa án phúc thẩm của bang cần thời gian để cân nhắc tước bỏ vai trò của ông Willis do những lùm xùm về mối quan hệ với một cấp dưới. Vào giữa năm 2023, ông Willis đưa ra bản cáo trạng bao gồm 13 cáo buộc chống lại ông Trump trong vụ án liên quan đến việc can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Thẩm phán McAfee hồi tháng 3 đã hủy bỏ 3 trong số 13 cáo buộc này. Trong một diễn biến khác, theo kết quả thăm dò được Reuters Ipsos công bố hôm 12 tháng 9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 47% so với 42% sau cuộc tranh luận được phần lớn cử tri nghĩ rằng bà đã thắng. Cuộc thăm dò những cử tri đã đăng ký kéo dài 2 ngày cho thấy bà Harris dẫn trước 5 điểm phần trăm, cao hơn một chút so với mức 4 điểm phần trăm mà bà đã dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 8. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh luận tổng thống khác với bà Harris trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy đối thủ Đảng Dân Chủ của ông đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận vào đầu tuần này. Sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên diễn ra vào ngày 10 tháng 9 với chiến thắng được cho là dành cho bà Kamala Harris, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã đề nghị một cuộc tranh luận lần thứ hai. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng bà Harris muốn tiếp tục tranh luận vì đã thất bại ở lần đầu tiên. Ông Donald Trump cũng cho biết ông chưa quyết định liệu có tiếp tục tranh luận với bà Harris hay không ông Jason Miller, cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, cho biết ông Donald Trump trước đó đã đồng ý tham gia tranh luận trên kênh truyền hình NBC vào ngày 25 tháng 9. Tuy nhiên, khi đó đội ngũ của bà Harris không đưa ra bất kỳ cam kết nào về một cuộc tranh luận thứ hai. Nhiều thành viên đảng Cộng Hòa hiện đang kêu gọi ông Trump chấp thuận đề nghị tranh luận một lần nữa từ phía bà Harris, qua đó tận dụng cơ hội để thể hiện vượt trội đối thủ về mọi mặt khi cuộc bầu cử ngày càng đến gần, cựu tổng thống Donald Trump và đội ngũ vận động tranh cử của ông đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác định bà Harris kể từ khi bà ra tranh cử thay cho tổng thống Joe Biden. Nhiều đảng viên Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump đã đánh mất cơ hội trong lần tranh luận đầu tiên khi thay vì tập trung vào khác biệt trong chính sách, ông Donald Trump đã mắc bẫy bà Harris và tự bộc lộ các điểm yếu của mình. Trong khi đó, các cuộc tranh luận sẽ là cơ hội để bà Harris giới thiệu bản thân với các cử tri, đặc biệt là các cử tri còn lưỡng lự, những người có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay. Kết quả cuộc khảo sát của tờ thời báo New York Times công bố cuối tuần qua cho thấy 28% các cử tri cho biết họ cảm thấy cần biết nhiều hơn về bà Harris, trong khi đó chỉ 9% cho biết cần biết thêm về ông Donald Trump. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters trên mạng xã hội Just Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận nào nữa với Phó Tổng thống Kamala Harris sau phiên tranh luận hôm mùng 10 tháng 9 mà đa phần đều đánh giá bà Harris thể hiện tốt hơn. Ông Trump cho hay sẽ không có cuộc tranh luận lần thứ ba, ý nói đến hai cuộc tranh luận trước đó với bà Harris và đương kim Tổng thống Joe Biden hồi tháng 6. Mặc dù ông Trump đã ca ngợi màn trình diễn của ông tại cuộc tranh luận, nhưng sáu nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa và ba cố vấn của ông Trump đã nói với Reuters rằng họ nghĩ bà Harris đã thắng trong cuộc tranh luận, chủ yếu do cựu tổng thống Trump không thể giữ vững thông điệp. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo tuyên bố của người phát ngôn quân đội Ai Cập mới đây, hải quân nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày mang tên Eagle Defender tại Biển Đỏ. Bộ Quốc phòng Ai Cập cho biết, hoạt động huấn luyện chung bắt đầu bằng các buổi lý thuyết và thực hành nhằm thống nhất các khái niệm tác chiến giữa hai lực lượng hải quân trong quá trình huấn luyện hai bên còn tổ chức triển lãm vũ khí và thiết bị ngoài ra cuộc tập trận bao gồm nhiều hoạt động khác nhau chẳng hạn như lập kế hoạch và quản lý các hoạt động hải quân chung nhằm giúp các lực lượng tham gia trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng năng lực chiến đấu cuộc tập trận này còn mang đến cơ hội để những người tham gia làm quen với các hệ thống vũ khí tiên tiến mới nhất bộ quốc phòng ai cập nhấn mạnh hoạt động này phù hợp với nỗ lực của cairo nhằm tăng cường hợp tác quân sự và trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia anh em để ứng phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng lớn trên biển đỏ. Cuộc tập trận Eagle Defender diễn ra trong bối cảnh khu vực biển đỏ đã trở thành một điểm nóng về bất ổn an ninh, uy hiếp nghiêm trọng tới tuyến vận tải quan trọng hàng đầu của thế giới. Sau khi lực lượng hầu thi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu liên quan tới Israel đi qua biển đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Ở diễn biến khác, hồi tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập, Bad Abdelati đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến trong khu vực. Thời điểm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà ngoại giao đã điểm lại quan hệ song phương và những diễn biến trong khu vực, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Gaza. Bộ trưởng Abdelati cho biết Cairo mong muốn duy trì các kênh liên lạc và phối hợp với Washington thông qua các cơ chế song phương hiện có, đặc biệt là quan hệ đối thoại chiến lược ở cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy ban Kinh tế chung. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Blinken bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để củng cố quan hệ đối tác song phương. Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Ai Cập và Mỹ cũng nhất trí cần duy trì sự phối hợp và tham vấn chung về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như tình hình tại Libya, an ninh biển đỏ, cuộc khủng hoảng tại Liban. Quân đội Israel đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn ở khu vực Masyaf của Syria. Chiến dịch của Israel thực hiện nhằm phá hủy một nhà máy dưới lòng đất để sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác. Nhà máy này nằm trong khuôn viên một trung tâm nghiên cứu từ lâu đã bị nghi ngờ có liên quan đến việc phát triển vũ khí cho chính quyền Syria và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thông tin về vấn đề này. Trong chiến dịch đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm Israel đã phá hủy hoàn toàn cơ sở này và bắt giữ từ 2 đến 4 sĩ quan gốc Iran. Ngoài tù binh chiến tranh, các tài liệu và thiết bị quan trọng cũng bị thu giữ. Điều này có thể làm sáng tỏ quy mô và mục đích của cơ sở nằm dưới lòng đất. Các sĩ quan bị bắt được cho là có liên quan đến việc phát triển và thử nghiệm vũ khí, khiến chiến dịch trên giáng một đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran ở Syria. Các quan chức Israel và Mỹ nói rằng cơ sở trên từng nhiều lần bị tấn công, song các đòn không kích không thể chạm tới khu vực kiên cố của trung tâm. Tình báo Israel đã phát hiện tiến trình xây dựng cơ sở và theo dõi trong 5 năm, nhận định khó lòng phá hủy nơi này bằng đòn không kích thông thường. Quân đội Israel ít nhất 2 lần cân nhắc thực hiện chiến dịch trên bộ, song không thông qua vì rủi ro cao. Các quan chức Mỹ và phương Tây giải thích, Israel quyết định triển khai lực lượng trực tiếp đột kích do tính phức tạp của chiến dịch và nhằm thu thập thông tin từ cơ sở bí mật này trong cuộc tấn công mới nhất trực thăng israel đã trở toán biệt kích tới mục tiêu nhưng không tiếp đất mà chỉ bay treo lơ lửng trên không các binh sĩ israel đu dây xâm nhập vào xưởng chế tạo tên lửa thu nhiều tài liệu và thiết bị tại đây không có quân nhân israel nào bị thương trong cuộc tấn công ngoài ra địa điểm này chuyên chế tạo tên lửa đạn đạo máy bay không người lái uav và hỗ trợ hậu cần cho nhóm vũ trang hezbollah ở liban bên cạnh đó một nguồn tin cho biết tel aviv đã thông báo trước cho chính quyền tổng thống Joe Biden về chiến dịch này và nhà trắng không phản đối. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran mới đây đưa tin, Bộ ngoại giao nước này đã triệu đại sứ Anh, Pháp, Đức và Hà Lan tại Iran sau khi các nước này thông báo các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cáo buộc về việc chuyển giao tên lửa cho Nga. Trước đó, các nước gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, bao gồm các biện pháp nhằm vào hãng hàng không quốc gia Iran. Iran -E, Thông báo này được đưa ra sau cáo buộc Tehran đã cung cấp tên lửa đạn đạo để Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine trong vài tuần nữa. Iran đã bác bỏ cáo buộc nói trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nhấn mạnh mọi cáo buộc rằng Iran bán tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga là hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật. Ông Kanani cho biết Iran sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng đối với hành động của các nước châu Âu mà Tehran cho rằng đi ngược lại lợi ích của người dân Iran. Hãng thông tấn IRNA dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã triệu người đứng đầu đại sứ quán của Anh, Pháp, Đức và Hà Lan đến trụ sở của Bộ tại Tehran nhằm phản đối việc các nước châu Âu này liên tiếp đưa ra những tuyên bố không mang tính xây dựng liên quan đến vấn đề nói trên. Trong cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ những hành động và tuyên bố phá hoại gần đây của các quan chức châu Âu. Tuyên bố nêu Việc kiên trì áp dụng những lập trường và hành động như vậy được coi là sự tiếp diễn chính sách thù địch của phương Tây đối với người dân Iran. Ông Majid Nili, vụ trưởng vụ Tây Âu của Bộ Ngoại giao Iran, phản đối và lên án mạnh mẽ những tuyên bố và hành động phá hoại của bốn quốc gia phương Tây. Ông Nili nhấn mạnh, việc nhấn mạnh áp dụng các quan điểm và biện pháp như vậy được coi là sự nối tiếp các chính sách thù địch của phương Tây chống lại người dân Iran. Điều này tất nhiên sẽ nhận được phản ứng thích hợp từ cộng hòa hồi giáo Iran. Các đại sứ châu Âu cho biết, họ sẽ chuyển sự phản đối của Iran tới chính phủ của họ. Thông báo tối 12 tháng 9 của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong ngày 11 tháng 9, máy bay không người lái Israel đã thực hiện hai cuộc không kích vào sâu trong lãnh thổ Syria. Cuộc tấn công thứ nhất nhằm vào tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Quneitra, phía nam thủ đô Damascus, loại khỏi vòng chiến đấu một thành viên phong trào Hezbollah. Cuộc không kích thứ hai nhằm vào làng Al-Rafid cùng thuộc tỉnh Quneitra loại bỏ một phần tử khủng bố được mô tả là đang chuẩn bị tiến hành hành động khủng bố chống Israel. Đây là một trong những lần hiếm hoi IDF xác nhận không kích vào lãnh thổ Syria dù quốc gia Ả Rập và truyền thông khu vực cáo buộc không quân Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào Syria trong những năm qua, trong đó hàng chục cuộc không kích được tiến hành trong năm 2024. Trước đó, Israel cũng bị cáo buộc đã thực hiện cuộc tấn công vào một số cơ sở quân sự ở tỉnh Hama, miền trung Syria, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cũng tại mặt trận phía Bắc, không quân Israel tiếp tục duy trì tấn công cường độ cao vào Liban, phá hủy nhiều mục tiêu của phong trào Hezbollah. Theo IDF, vừa qua, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Israel không kích một loạt tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở các khu vực Aitarun, Marimin và Chine cùng một bệ phóng tên lửa ở khu vực Zipkin, đều thuộc miền nam Liban. Còn tại Gaza, quân đội Israel thông báo đã xóa sổ lữ đoàn Rafa của phong trào Hamas ở phía nam giải Gaza. Tướng Itzik Cohen, Tư lệnh sư đoàn 162 của lực lượng phòng vệ Israel hôm qua tuyên bố toàn bộ 4 tiểu đoàn trực thuộc lữ đoàn Rafa đã bị đánh bại, hơn 2.300 tay súng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng phá hủy 80% trong tổng số 203 hầm ngầm của Hamas tại khu vực hành lang Philadelphia nằm trên đường biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại quân đội Israel đang thực sự điều chuyển trọng tâm tác chiến từ chiến trường Gaza lên mặt trận phía Bắc. Trong đó không loại trừ kịch bản Israel sẽ mở chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào miền nam Liban để trấn áp và đẩy lùi các tay súng Hezbollah ra xa đường biên giới trong thời gian tới, đúng như giới chức nước này đã nhiều lần tuyên bố nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại